những khẩu súng AK-47 thân thương với ưu điểm vượt trội là hoạt động tin cậy, bền bỉ và ổn định, dễ thao tác, đã cùng bộ đội ta trải qua cuộc kháng chiến thần thánh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sau này là bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tiếp đó làm nhiệm vụ trong thời bình. Hình ảnh chiến sĩ mang khẩu súng AK-47 khiến người lính quân đội nhân dân Việt Nam trông rất hiền lành, đúng bản chất là con em của nhân dân. Mặc dù đa phần AK-47 kể cả có tuổi đời đã trên dưới 50 năm nhưng vẫn dùng tốt. Thế nhưng với định hướng tiến lên hiện đại thì nó đã trở nên lạc hậu do tương đối nặng nề, độ tản mát lớn, lại không có ray để gắn kết các thiết bị phụ trợ như kính ngắm quang học, ống phóng lựu kẹp nòng giúp tăng cường khả năng chiến đấu của một người chiến sĩ. Nhất là khi đánh đêm trước những kẻ địch được trang bị tận răng, có thể tác chiến bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Chính vì thế, để đương đầu với những đối thủ mạnh vượt trội, quân đội ta cũng cần được trang bị những dòng súng bộ binh thế hệ mới, gọn nhẹ, bền bỉ, tin cậy, có độ chính xác cao hơn. Tất nhiên là khi súng mới được trang bị thì không có nghĩa là chúng ta sẽ vứt bỏ AK-47 đi, mà đưa vào kho bảo quản niêm cất để một khi có tình huống xảy ra, nếu cần những khẩu súng bộ binh huyền thoại này lại tái xuất, ra trận và lập công. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam những năm gần đây đã có bước phát triển vượt bậc. Chúng ta đủ sức sản xuất được tất cả các loại vũ khí mang vác từ súng trường tấn công, trung liên, đại liên, súng bắn tỉa hạng nhẹ và hạng nặng, cho tới các loại súng cối, súng chống tăng đầy uy lực để trang bị cho các sư đoàn bộ binh đủ quân. Trên cơ sở dây chuyền sản xuất súng trường tấn công Gatling mà Israel đã chuyển giao, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã chế tạo riêng những loại súng mới đáp ứng được yêu cầu đặc thù của chúng ta. Dòng súng trường tấn công mới được sử dụng đạn cỡ 7 ly 62 x 39 ly, giống như AK này được đặt tên là STV, viết tắt từ súng trường Việt Nam hay súng tiểu liên Việt Nam. Đến nay, những khẩu súng bộ binh STV-380 và STV-215 đã được trang bị tới các đơn vị, trong đó có Sư đoàn Bộ binh 10 thuộc Quân đoàn 3, đóng ở Tây Nguyên, là đơn vị cấp sư đoàn đủ quân đầu tiên được trang bị đại trà. Bên cạnh đó, các đơn vị khác như Trường Sĩ quan Lục quân 1, Quân chủng Phòng không Không quân, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Hóa học, Tổng cục 2 cũng đã bắt đầu được trang bị đại trà hai dòng súng trường tấn công thế hệ mới Made in Việt Nam kể trên. Trong đó, STV-215 có chiều dài nòng 215mm, còn STV-380 có chiều dài nòng là 380mm. Cả hai đều là súng trường tấn công tiêu chuẩn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng đã qua thử nghiệm ngặt nghèo, đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe, đặc biệt vượt trội về độ chính xác. Riêng súng STV-380 còn có thể gắn với súng phóng lựu kẹp nòng GL-40 nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu. Cả hai dòng súng thực sự Made in Việt Nam này đều có những điểm khác biệt vượt trội so với dòng Gatling ACM mà Israel đã chuyển giao công nghệ. Cụ thể, tay kéo bệ khóa nòng của STV nằm bên phải, giống các biến thể AK tiêu chuẩn ta vốn quen dùng, thuận hơn nhiều so với bản bên trái súng của Do Thái. Bên cạnh đó, cả STV-380 và STV-215 đều không có khóa an toàn hai bên mà thay vào đó là cần gạt kiểu AK cổ điển được đặt ở bên phía bên phải. Ốp lót tay dưới hình vuông với một đường ray Picatinny cũng tạo cảm giác quen thuộc cho chiến sĩ, gần tương tự như súng tiểu liên AK. Cùng với việc tạo thêm hai gờ nổi ở hai bên để các ngón tay bám chắc hơn vào súng khi bắn. Tóm lại, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều đơn vị ở tất cả các quân binh chủng được trang bị hai loại súng bộ binh thế hệ mới do Việt Nam tự chế tạo và sản xuất này. Nếu như STV-380 và STV-215 chúng ta đã biết tới tương đối nhiều, thì mới đây chúng ta bất ngờ được biết phiên bản mới nhất và nhỏ nhất của họ STV là STV-022, chỉ ngay sau khi ra mắt tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022. Không chỉ ở khu trưng bày, mà còn trên tay chính những chiến sĩ bảo vệ an ninh tại sự kiện, cũng đã chính thức được trang bị đại trà cho các đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt như Lữ đoàn 144 thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng. Khẩu STV-022 có thể nói là rất đặc biệt vì nó có cả tay cầm trước nên điểm tỉ ôm sát người, do vậy không cần tới báng, giúp súng cực kỳ gọn nhẹ, có ray để gắn phụ kiện như kính ngắm đèn đỏ, đèn laser, kính ngắm đêm, rất thích hợp trong đánh cận chiến bất kể ngày hay đêm ở cự ly cỡ 100m trở xuống. Những tưởng khẩu súng này sẽ còn giật mạnh hơn cả AK-47, nhưng nhờ phương pháp giảm giật đặc biệt nên khi bắn đạn thật, các chiến sĩ Lữ đoàn 144 nhận xét là ngon hơn, chính xác hơn cả AKMS mà họ từng được trang bị.